Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Điền nhà. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp lên này số điện thoại 0388 039 136 và 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Tiếp tục hôm nay ngày mùng 3 tháng 9, đây máy có 10 con rồi ạ. Hôm nay thợ hôm nay đi làm. Nói chung là hôm trước cho ông tiền ngày nghỉ, hai ngày nghỉ vẫn chưa hết tiền. Hôm nay mới có nửa số quân số điện. Đi làm nó có 10 con thì phù các bác thôi ạ. Như mọi khi ạ, tuy có 10 con thôi đến từ rất nhiều thương hiệu, từ phân khúc CC cho đến giá tiền cũng rất đa dạng ạ. Vâng, giá tiền hôm nay từ 1.150.000 đồng cho tới 3.000.000 đồng nha. Phân khúc CC từ 20cc cho tới 35cc ạ. Đến từ những thương hiệu như hai con đầu tiên Maruti Yama, Ecuquid, Zenquad, Komatsu, Mitsubishi ngày nào cũng nhiều nha. Shinawa, rồi một con 4 tỷ đẹp xuất sắc. Và đó như các bác thấy đấy ạ. Ngày nào cũng vậy ạ, rất nhiều thương hiệu máy, công suất máy để các bác dễ dàng lựa chọn nha. Con đầu máy hôm nay lô chữ X như các bác, khi các bác chốt đơn các bác. Lô chữ X. Lô chữ O. Chữ X, khi các bác thích X1 là chẳng hạn, các bác chữ nhắn tin chốt X1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại, người nhận thế là dòng nha. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từ con 1 để các bác dễ dàng lựa chọn. Trước khi review, như mọi khi sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Sáng ra hết xong con đông anh không sử dụng, tất cả những con bình xăng dưới đều phải nhấn nút bơm xăng hết. Xăng bây giờ đã từ bình xăng lớn đến bình xăng con rồi. Bây giờ muốn cho xăng từ bình xăng con và bùng đốt được thì phải đóng cái le lại. Le thì có rất nhiều kiểu le. Với hai con đầu tiên như con X1, X2 này, le nó ở bên tay trái xuống ít thôi ạ. Bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Còn 99% nó ở bên tay phải này. Bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là lúc sáng ra. Hết xăng hoặc đông máy không sử dụng thì mình làm cái thao tác như vậy. Khi mà nó nổ như bây giờ này, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng le nữa, giật nhẹ cái nó nổ rồi ạ. X1 ngày hôm nay giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Maruti Yama, một con Maruti Yama sắc lớn nha. Nghĩa là sao ạ? Con này tuy nó ở phân khúc 20cc lòng 30 ly thôi ạ, nhưng mà nó sử dụng chung sắc máy một con 23cc, nghĩa là tính công suất máy là con 23cc nó được 10 phần công suất thì con này cũng phải 9 rồi nha các bác. Tương đối là xuất sắc, tình trạng rin nguyên bản cho các bác với phiên bản chế ga ngang Wamoto, chế một kim và tất cả những thương hiệu Maruti Yama nói chung, lốp máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi như bác thấy đấy ạ. Tương đối là xuất sắc nha, ốc bảy màu luôn này. Và điểm cộng của này nó đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm Bukun 260, một trong những dòng tum thông dụng, tay ga giữ. Và giá em vẫn giữ giá cho các bác nha, chỉ có 1.150.000 đồng thôi ạ. X1 1.150.000 đồng cho thương hiệu Maruti Yama, phân khúc 23cc lòng 31 ly ạ. Xin lỗi ạ, phân khúc 20cc lòng 30 ly ạ. Vâng, nhìn hơn công suất nhưng còn X1 các bác phải chọn X2, một con đời cao đến từ thương hiệu Maruti Yama nha. Cũng tương đối là đẹp đấy ạ, như các bác thấy đấy ạ. Maruti Yama 26cc lòng 34 ly thôi. Với phiên bản chế ga ngang Wamoto, chế một kim, bố tum liên. Và điểm cộng con này sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò nhà, bóp nhà, bóp nhà. Có mức tăng chỉnh tốc độ máy ngay hộp tay ga. Đâu bao điên cho các bác. Vâng, với X2 ngày hôm nay vẫn giữ giá cho các bác. Cũng chỉ có 1.550.000 đồng thôi ạ. 1.550.000 đồng X2 cho thương hiệu Maruti Yama. Phân khúc CC của nó là 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, xin tiết lộ con số X2 ngày hôm nay ạ. Con này hơi hám còn rất chắc nha. Các bác có thể nghe thử hơi lại của nó này. Phật 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 phật. Vâng, X2 chỉ 1.550.000 đồng ạ. À, các bác thích X2 chỉ cần nhắn tin qua tin nhắn số điện thoại hoặc là Zalo 2 số điện thoại em vừa nói trên đó. Cho một tin nhắn, chốt X2, nhắn địa chỉ, số điện thoại, người nhận thế là xong. Hình thức rất đơn giản, các bác không còn cần phải cọc, cửa hàng không đi cọc các bác. Rồi đến khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra, bóc đặt kiểm tra máy, test lổ máy, ok ngon lành, đúng cái con mình cần đặt, đúng máy chất lượng thì mình mới giao tiền cho nhân viên giao hàng nha các bác. Đó, ví dụ thích X3 1.6 triệu này chẳng hạn này, nhắn tin chốt X3, nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận.
Tại sao ngày nào cũng vậy, video nào cũng vậy, em phải nói nhiều như vậy về cái cách thức, về những cái cách thức mua bán như thế vậy ạ? Tại vì một ngày phải trả lời rất nhiều những cái tin nhắn, em ơi, phụ kiện gồm những gì, máy đấy bao nhiêu tiền vậy, nói chung là những cái câu hỏi thừa ấy ạ. Và nói nhiều nữa thì lại nhiều các bác bảo em nói nhiều. Nói chung là các bác phải đặt địa vị vào những người bán hàng như em ấy ạ. Nói chung là em cũng muốn nói nhiều đâu. Chúng em tất cả không phải riêng gì cửa hàng Đông Quê Thầy Nhỏ. Chúng em cũng muốn các bác dễ tính, em chỉ chụp hình ảnh được các bác chốt luôn rồi, thích mỗi vậy, không cần phải nói cái gì cơ. Nhưng mà vào cái địa vị của em một ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu khách hàng, nói chung là hơi khó một chút, phải trả lời có những khách hàng nhắn tin cả quyển sách ạ, với chốt được đơn cả, nên buộc phải nói nhiều như vậy. Mong các bác nói em nói nhiều, các bác đó thông cảm nha. Với xe tới con X3 Ecocurit zin nguyên bản 100% nha các bác. Với bác nào sử dụng cho mục đích phát cỏ bằng dây phát cước nha, chọn X3 đúng bài luôn ạ. Con này bên Nhật chuyên phát cước, công suất cỡ trung bình 26cc lòng 34 ly ạ. Một con Ecocurit đời cao với nguyên bản trục giật có trợ lực, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế dòng Ecocurit sản xuất bố tung liền tung nhôm. Điểm cộng của con này nó sử dụng tay ga bóp nhả nhả, bóp hệ xịn sò cho các bác. Có mức căng chỉnh tốc độ máy ngay hộp tay ga, chiều công tác xuống là tắt, lên là bật. Đầu bo chắn cỏ lên nguyên bản, và đặc biệt hơn nữa cái phiên bản này nó chạy ti của nó bằng ti mềm, nói là ti mềm cũng được, ti bằng cáp cũng được nha. Cái dân Tây Nguyên khu vực Đắk Lắk, Ehleo các thứ rất hiểu về những cái dòng máy ti mềm nó như thế nào đó, chuyên để phát cước đấy phát cước công suất cỡ trung bình, các bác lưu ý nha. Và X3 ngày hôm nay em cũng bán giá có 1.600.000 đồng thôi X3 1.600.000 đồng cho thương hiệu Ecocurit với phiên bản 263TD 26cc lòng 34 ly Xin tiết lộ con số X3 ngày hôm nay X3 1.600.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo mặc định ngày nào cũng nói 1, 2 lần, 3 lần trên video đấy Dao dài và phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao lục giác nha. 5 món phụ kiện kèm theo và là miễn phí ship. Một số bác xem nhiều video của các kênh khác rồi nhưng mà vẫn chưa hiểu sao kênh khác người ta cho 6 món phụ kiện Vâng, người ta tính cả cái chắn cỏ và cái kia thì nó là 6 món phụ kiện nha. Và chắn cỏ bên ông Thầy Định mặc định một con máy nó phải có rồi, đây là nó còn 5 món phụ kiện như vậy. Với sắp tới X4, bác nào thích một trong những phân khúc sử dụng cho một đi công việc gia đình mà cũng phát cước nha, công suất cỡ nhỏ vừa thôi, chọn X4 ngày hôm nay giá cũng chỉ có 1.150.000 đồng. Với cái tem mác nó ghi KCZ230, ở dưới có chữ Kubota. Vâng, con này là một con Zenwatt Komatsu nha, BCZ230, 23cc lòng 32 ly, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và đây cũng là một trong những con đời cao Về yếu tố ổn định, tiết kiệm rằng nó thuộc kính thuộc hệ hàng đầu đấy Có trợ lực cho các bác đây. Sử dụng chế ga ngang, chế qua model 2 kim chỉnh, chế 2 họng xăng, đó các bác thấy đấy Tương đối là xuất sắc, bố tum liên, tay ga giữ nha. Tay lái 1, đầu bò đi cho các bác. Không quan trọng nó là tay ga giữ hay là tay lái 1 nha. Thích máy rồi, không thích tay lái này, có thể đổi sang tay lái chữ U hoặc ngược lại, không thích tay lái chữ U có thể đổi tay lái 1. Quan trọng cái con máy này nó phù hợp với công việc nhà mình, phù hợp với cái túi tiền nhà mình là mình chốt đơn nha. Tay lái, tay ga có thể đổi sau Và X4 ngày hôm nay với cái mức giá 1.150.000 đồng ở cái giấc đang hàng đang khó khăn, đang ít về hàng như thế vậy là cũng là cái giá bán xả cho các bác với những thương hiệu này rồi Vâng, X4 nhà em bán chỉ 1.150.000 đồng cho thương hiệu Zenwatt Komatsu BCZ230, 23cc lòng 32 ly Xin tiết lộ con số X4 ngày hôm nay
nào cao tuổi chị em phụ nữ thích một trong những con phát cước công suất cỡ vừa nhỏ sử dụng cho mục đích công việc gia đình, chọn X4 nha, chỉ 1.150.000 đồng thôi ạ. Vâng, với những mặt hàng hệ Mitsubishi đời TL, cái lưu quy định ngày nào cũng có nhiều hết nha. Ít nhất ngày phải 3, 4, 5, 6 con Mitsubishi đời TL đấy ạ. Hôm nay 100% là đời TL ạ. TL23, TL231, 26, 261. Với TL23, 231 thì nó như nhau nha. 231 nó là phiên bản nâng cấp của TL23. 261 nó là phiên bản nâng cấp của TL26. Vâng, với X5 nó là một con Mitsubishi TL23. Tình trạng cũng nguyên bản cho các bác. Và điểm cộng của những thương hiệu Mitsubishi có rất rất nhiều điểm cộng nha. Điểm cộng thứ nhất, sử dụng chế ga ngang qua Model 2 kiêm chỉnh, một dòng chế xịn sò nhất, đắt tiền nhất hiện nay rồi. Đó, cái thứ hai ạ, form dáng thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng, đồ đạc thay tháo sẵn. Hầu như đa phần với những phiên bản như cục lửa đánh điện này, bình xăng con này, hầu như đa phần nó toàn nhập những cái thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới, nó đập vào những con TL. Đây là một trong những phiên bản Mitsubishi đời TL ạ. Nó là một trong phiên bản đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với Mitsubishi hoặc so với tất cả các thương hiệu khác đấy ạ. Bố tung rơi tung nhôm 1/260, cái tung của nó cực kỳ dày dặn nha. Tuy nhiên hơi chảy chảy một tí nước sơn thôi ạ, không ảnh hưởng gì đến máy móc gì cả. Còn với những phiên bản Mitsubishi TL, đây cũng là một trong những con tương đối là đẹp rồi các bác ạ. Tay ga giữ, đầu bò chắn cò lên cho các bác. Vâng, X5 ngày hôm nay cũng chỉ có giá 1.750.000 đồng thôi ạ. 1.750.000 đồng X5 cho thương hiệu Mitsubishi TL23 phân khúc 23cc lòng 31 này ạ. Vâng, X5 chỉ 1.750.000 đồng ạ. Vâng, với con X6 này, nó là phiên bản nâng cấp của Mitsubishi TL23 cơ ạ. Nhưng mà giá thành thì nó lại giảm đi nha. Giảm đi không phải vì chất liệu đâu ạ. Như em nói ở trên rất nhiều video, những con mà bố tung liền nha, bao giờ bên đâu có thể định cũng bán xả giá cho các bác. Và nhất là những con màu xanh đen như thế này này. Với những phiên bản như con X6 này, nó là đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly. Từ nâng cấp rất nhiều so với TL23 nha. Từ công suất máy thì nó cũng nhỉnh hơn 0.1cc. Rồi nâng cấp cái gì ạ? À? Nâng cấp trợ lực bằng cái van xả đầu lòng này. Nâng cấp cái chế le tay đỏ tự động này. Vâng, với phiên bản van xả trợ lực bằng van xả tự động, chế le tay đỏ tự động hai kim chỉnh. Và như em giới thiệu đây ạ, tất cả những thương hiệu Mitsubishi TL nói chung, lốc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi. Bố túp liền, tay ga giữ, đầu bò liền cho các bác. Đó, cái cần là cái chữ Kazat này, gọi là cái tem mác có chữ Kazat ở trên mặt này này. Hoàn toàn những cái phiên bản này là một trong những phiên bản đủ đến từ thương hiệu Mitsubishi ạ. À, phiên bản cao cấp, phiên bản đủ đấy ạ. À. Vâng, X6 hôm nay cũng chỉ có giá 1.600.000 đồng thôi ạ. À. 1.600.000 đồng X6 cho thương hiệu Mitsubishi TL231, phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. À. Van xả tự động sao ạ? À? Các bác muốn giật nhẹ ạ, à? Các bác ấn cái van xả lại. Đó, con nét đỏ tự động bắt đầu khởi động, bơm xăng, đóng nè. Khi nó nổ rồi ạ, thì chắc chắn rồi, đã nổ rồi ạ, cái van xả tự động nó phải nổ được thì nó mới tự khắc nó nhảy lên. Nét đỏ tự động khi nổ ga lên tự khắc nó bật này lại, hoàn toàn là tự động hết nha. Đấy là phiên bản nâng cấp của TL23 đấy ạ. Vâng, xin tiết lộ con số X6 ngày hôm nay ạ. Tiếng máy gọi nó nhạc cực kỳ chắc luôn ạ. À, tốc độ tua máy nhanh, chế le đỏ tự động là một dòng chế cũng sẽ dòng chế xịn sò nhất, đắt tiền nhất và chỉ có 1.600.000 đồng. Với cái tầm giá này thì các bác mua kênh khác các bác chỉ mua được Maruyama thôi ạ. À, nhưng với đúng tình hình các bác mua được Mitsubishi cơ ạ. Vâng, sẽ tới X7 nhìn hơn X56, X7 Mitsubishi TL26, đây cũng là một trong những phiên bản được rất nhiều các bác đặt mua nha.
Mitsubishi TL26 thì nó sẽ là 26cc lòng 33 ly ạ. Chế ga ngang qua Komodo 2 kim chỉnh. Chắc chắn rồi như em vừa giới thiệu, lốc máy phải dập nổi, made in Japan dập nổi. TL26 thì lòng nó có đóng số 26 để các bác phân biệt ở lòng ren hay lòng mới nha. Bố tung rơi, tung nhôm, bố cuộn 260. Tay ga giữa, đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác. Vâng, X7 hôm nay vẫn dư giá cho các bác 2.250.000 thôi ạ. 2.250.000 X7 cho thương hiệu Mitsubishi TL26 khúc 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, X7 2.250.000 ạ. Vâng, sắp tới con X8 Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ 2 kim chỉnh. Ở đây cũng là một trong những phiên bản máy 2 thì nhà đắt nhất, xịn sò nhất ở cái phân khúc này đấy ạ. Và đã phần những dòng mà đã nhiều và bán chậm rồi ạ thì đã phần hay bị bán xả. Còn với những phiên bản này này, nó là một trong những phiên bản hàng ngót, rất nhiều các bác săn và đặt mua. Nên là lúc nào em cũng có cái câu ạ, chém đắt các bác nhà. Tiếp tục hôm nay chém đắt các bác 2.650.000 ạ. 2.650.000 X8 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ 2 kim chỉnh. Bố tung rơi, tung nhôm, khuôn 260. Tay ga giữ, công tác đôi chân tay, chiều công tác lên là tắt, xuống là bật, các bác ý chú ý chiều công tác trước khi nổ máy con này ạ. Đâu bò đi, đâu bò ngực, chống cuốn cò cho các bác. Vâng, X8 2.650.000 ạ. Em xin theo lộ X8 ngày hôm nay ạ. Vâng, X8 2.650.000 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ 2 kim chỉnh ạ. Vâng, với bạn nào thích một trong những con trâu bò nha, những con khủng long bạo chúa, những con máy khỏe phát cầy rồi phát tuê phát khoán, nhà nhiều vườn nhiều rẫy, chọn X9 ngày hôm nay. Sinergy S35 đã lên chế hệ ga ngang qua 1.2 kim chỉnh ạ. Với những phân khúc này nó không có đối thủ về độ bền độ khỏe đâu ạ. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Sinagua, có tên Sinagua S35, 35cc, lòng 36 ly nha. Ông vua phân khúc lòng 36 ly đây ạ. Nó là một trong những con lòng 36 ly mạnh nhất, khỏe nhất, bền nhất đây ạ. Và với những phiên bản này thì rất dễ để phân biệt ở đâu là cái đồ đã thay, đâu là đồ rin, đâu là đồ mới nha. Lòng thì nó có chỗ Sinagua này, dập nổi này. Lốc máy cũng vậy ở trong gầm máy này. Đó. Chế ga ngang Komodo 2 kim chỉnh, một dòng chế xịn sò nhất, đắt tiền nhất, chế rin đấy ạ. Có chữ Komodo dập nổi đấy các bác này. Có như các bác thấy đấy ạ, nó thiết kế cực kỳ dày dặn, chắc chắn nha. Bố tum liền, tum nhôm. Cái ống cần thông số của con Sinagua này cũng là ống cần thông dụng nha. Phi 26, tì 9 khía, cực kỳ thông dụng luôn ạ. Tay ga giữa, double rin, double ngực, chống cuốn cỏ cho các bác. Bước với phiên bản này thì cái bình xăng lớn là thay mới rồi nha. Báo cho các bác, rin nguyên bản cho các bác. Và X9 ngày hôm nay giá cũng chỉ có 3 triệu đồng cho một con máy lớn, một con hàng nghề, những con dòng máy bền như em nói đấy ạ. Phát cầy gã, phát thuê, phát khoán, nhà nhiều vườn nhiều rẫy thì chọn những con X9 đấy này. Vâng, X9 giá 3 triệu đồng cho thương hiệu Sinagua. Sinagua S35, 35cc lòng 36 ly ạ. Xin tiếp tục con số X9 ngày hôm nay ạ.
máy lên ga nhanh với những thương hiệu Sinergia S đời S đời 2 số này. Đó là một trong những phiên bản tour nhanh nhất so với tất cả các thương hiệu khác đấy các bác ạ. X9 giá 3 triệu đồng ạ. Vâng, X10 hôm nay có 10 con thôi ạ. X10 một con Honda GX25 nha, một con 4 thì nó hoàn toàn khác so với tất cả những con từ số 1 đến số 9 ạ. Đó, ngày video ngày nắng về ạ. Em đã phải review chi tiết rồi. Từ số 1 số 9 em cũng nói rõ ràng rồi, đó là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Ngày nào cũng vậy, cũng có bác cứ hỏi con số 7 này là con 2 thì hay 4 thì vậy, con số 8 là vậy ạ. Hầu như là phần ạ, ngày nào cũng chỉ có 1 đến 2 con và em đặt những con 4 thì ở cuối cùng nha. Hôm nay duy nhất một con ạ. Honda GX25 thì nó sẽ là 25cc lòng 35 ly và đây cũng là một trong những phiên bản phân khúc 25cc lòng 35 ly đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả những con 2 thì và 4 thì đấy ạ. Với tình trạng của em nói như các bạn thấy ạ, tương đối là xuất sắc nha. Bố tum rơi, tum nhôm của quân 260, tay ga bảo vệ xịn sò cho các bác. Double chắn cỏ rin nguyên bản. Vâng, X10 ngày hôm nay 2.800.000 đồng ạ. 2.800.000 đồng cho thương hiệu Honda GX25. 25cc lòng 35 này, Made in Japan sản xuất và tất cả những mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu Honda. Lốc máy đều có dập nổi, Honda GX25 dập nổi. Từ cái vỏ lắp gió, lắp áo, khi các bác muốn kiểm tra nó là hàng mới hàng hay là hàng pha kè, ví dụ như vỏ áo này, nó cũng dập nổi chữ Honda ở trong hết nha, từ cái lắp gió này cũng vậy này. Vâng, X10 ngày hôm nay, một con 4 thì duy nhất trong đôi bộ giới ngày hôm nay, giá 2.800.000 đồng ạ. Xin tắt đổi con số X10 ngày hôm nay ạ. Vâng, X10 2.800.000 đồng ạ. Vừa vừa báo giá cho bà con nô máy, tuy có 10 con thôi như đầu video đã nói đấy ạ. Rất nhiều thương hiệu máy, phân khúc CG cho đến giá tiền máy, đa dạng mặt hàng để các bác dễ dàng lựa chọn. Và khi chốt đơn, các bác lưu ý liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Liên hệ trực tiếp là sao ạ? Có rất nhiều comment là con này còn không, con kia còn không. Các bác liên hệ trực tiếp em sẽ trả lời như các bác. Liên hệ qua hình thức tin nhắn số điện thoại hoặc là Zalo hai số điện thoại em vừa nói trên đó để đặt hàng ạ. Với kết thúc video tại đây, xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.